Hello, xin chào anh em. Hôm nay hướng dẫn cho anh em cách lắp ráp xe đẩy sàn nhựa tải trọng 200 kg. Xe đẩy này thì siêu tiện lợi, cái phần tay đẩy thì có thể gập lên gập xuống được, tất cả là về chúng ta chỉ việc phải lắp 4 bánh vào sàn nhựa là chúng ta có thể sử dụng được. Lưu ý một chút là bánh xe đẩy mình có hai cặp, một cặp là bánh cố định và một cặp là bánh xoay. Hai cái bánh xoay 360 độ các bạn phải lắp ở phía trước cái cần đẩy, còn hai bánh cố định thì mình lắp ở phía trước đối diện với tay đẩy. Đấy, các kỹ thuật bên mình đang tiến hành lắp ráp số lượng lớn xuất cho khách. Lắp rất đơn giản các bạn nhé. Các ốc thì nó bên trên thì đã được đúc sẵn theo con ốc rồi, theo lục giác cái ốc, các bạn chỉ cần lắp thôi. Sau khi siết xong thì dùng chân ấn xuống lắp được, di chuyển rất là tiện lợi, rất là nhẹ. Hello, xin chào và hẹn gặp lại.